Chào các bạn, vậy là đã được một năm trôi qua và hôm nay là Valentine. Valentine năm nay bạn là ai? Em xin lỗi, nhưng mà chúng mình chia tay đi. Đúng vậy, chia tay chưa bao giờ là vui, nhưng điều đó không tệ bằng việc bị cắm sừng, sừng trâu, sừng bò và sừng tê giác. Người là ai, xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Danh hiệu cao quý được truy tặng cho những thành phần tốt bụng, luôn sẵn sàng đổ vỏ, đi ở đợ mọi nơi. Sau một thời gian ẩn dật nằm vùng dưới tư cách anh trai quốc dân, giờ là lúc để vùng lên tấn công. Nghe gọi tia nắng long lanh qua hàng mi, chờ nụ cười em tươi lung lên chân phố. Ngày ngủ như thế đôi môi em khẽ cười. Với phương châm thả tỏ tình thất bại chứ không thể thảm hại làm anh trai nuôi để thịt suốt đời. Mình là gì của nhau, tình nhân là bạn thân của nhau, chắc anh không cần. Và sau một hồi try hot đến ngu người thì cũng là lúc bạn sẽ trở nên. Đây chính là thể loại đã không còn hứng thú với bất kỳ điều gì, kể cả là gái xinh. Mô Phật, Bần Tăng đã không còn sân si nữa rồi. Thí chủ là ai? Bần Tăng không biết. Thí chủ đi ra đi. Đúng vậy, đối với những người này, vẻ đẹp ưa thích còn vượt xa ngưỡng con người. Và loại cuối cùng chính là bạn, người đang cần mẫn cày video và sẽ tự nhủ với bản thân rằng năm nay sẽ khác. Bạn không cần một ai để làm mình hạnh phúc, rằng bạn cần yêu thương bản thân mình hơn. Mày ấy bỏ mày ra lên đây mà chê. Hãy tới với Lãng Master để vừa được trải nghiệm giao tiếp tài ca, lại còn được làm quen với toàn trai xinh cái đẹp nữa.